này mỗi sáng, cả đời không lo mắc bệnh ung thư. Bạn từng nghe nói đến loại nước thần ngăn ngừa bệnh ung thư một cách diệu kỳ này chưa? Khi bạn ăn những thực phẩm không lành mạnh, cơ thể sẽ tích tụ dư thừa axit độc hại, làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Độ axit hay độ kiềm trong cơ thể được xác định giống như thông thường, tức là bằng chỉ số pH. Chỉ số pH dưới 7 nghĩa là môi trường cơ thể bạn đang có tính axit chua, còn lớn hơn 7 nghĩa là có tính kiềm. Tuy vậy, chỉ số pH cân bằng của con người rơi vào khoảng 7,35, tức cơ thể chúng ta mang tính kiềm nhẹ. Nếu pH của bạn thấp hơn mức này, thậm chí thấp hơn 7, bạn đang đối mặt với vấn đề hết sức nghiêm trọng. Do cơ thể tích tụ quá nhiều axit từ các hoạt động hàng ngày, thể chất, tinh thần, khi đó các tế bào cũng bị nhiễm độc và hệ miễn dịch suy yếu là điều khó tránh khỏi. Sau đây là một số dấu hiệu có thể giúp bạn nhận ra cơ thể đang thiên về tính axit hay không. Đau đầu, đau vô tử, cảm thấy nhức mỏi hay bị bệnh vặt. Nước chiếm phần lớn trong cơ thể chúng ta, trên 70%. Do đó, nồng độ pH của nước uống đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng độ pH. Mặt khác, quá trình tiêu hóa luôn sản sinh ra axit để hấp thụ thức ăn. Do đó, uống nước gần như là con đường duy nhất giúp bạn cân bằng độ pH cơ thể. Nhu cầu nước hàng ngày 2-3 lít là tương đối đủ cho quá trình cân bằng axit kiềm trong mỗi người. Tuy vậy, nước uống hàng ngày có chỉ số pH vào khoảng 7-7,5 có thể sẽ không đủ để kiềm hóa cơ thể nếu bạn thường xuyên vận động cường độ cao, hoạt động trí tuệ liên tục, căng thẳng hoặc đang mắc bệnh. Vì thế, một giải pháp bổ sung kiềm cho cơ thể mà bạn nên áp dụng là uống nước kiềm hóa. Đây là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên, vừa bổ sung nước, vừa thanh lọc cơ thể, cân bằng axit và chống lão hóa hiệu quả. Công thức làm nước kiềm hóa. Nguyên liệu: 1 muỗng đá muối Himalaya, 2 lít nước lọc, 1 lát chanh cắt mỏng. Cách làm: đổ nước vào hũ hoặc nồi lớn, cho chanh và đá muối vào, khuấy nhẹ hỗn hợp rồi đậy lại và để qua đêm. Cách dùng: uống 3 ly nước kiềm hóa mỗi sáng trước khi ăn. Công thức làm nước uống kiềm hóa này có chứa chanh, một loại thực phẩm có tính chua. Tuy nhiên, nó lại có tác dụng kiềm hóa rất tốt cho cơ thể. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng mùi tàu theo cách này, sỏi trong thận có thể sẽ đào thải hết ra ngoài sau 7 ngày. Chữa sỏi thận bằng bài thuốc dân gian không thể không nhắc tới công dụng và bài thuốc chữa trị hiệu quả từ rau mùi tàu. Sỏi thận là sự lắng đọng, những chất đáng lẽ có thể hòa tan trong nước tiểu, vì một lý do nào đó đã kết tinh, lắng đọng lại và tạo sỏi trong thận. Tùy thời gian, vị trí và độ lắng đọng mà kích thước sỏi lớn hay nhỏ khác nhau. Nước từ mạch máu ngấm qua tế bào thận, bài tiết nước tiểu qua ống thận vào lòng thận, theo ống bài tiết xuống bàng quang và thoát ra ngoài. Sỏi hình thành, di chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nước tiểu và được gọi là sỏi thận, sỏi niệu quản hay sỏi bàng quang. Tuy nhiên, do cấu tạo của thận có nhiều ngóc ngách, khe kẽ mà độ lắng đọng lớn hơn khiến dễ bị sỏi hơn cả. Quá trình hình thành sỏi không có triệu chứng rõ rệt nên bệnh nhân thường không nghĩ mình sẽ bị sỏi thận. Chỉ đến khi sỏi gây đau đớn hay đi tiểu ra sỏi mới biết. Bệnh sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, do uống thuốc, sữa bổ sung canxi. Để được chữa trị kịp thời, bệnh nhân nên đi khám ngay khi nhận thấy một trong các triệu chứng dấu hiệu sỏi thận. Triệu chứng của bệnh sỏi thận thường không rõ rệt. Triệu chứng của bệnh sỏi thận: đau, đau dữ dội, đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía gò mu, cũng có khi đau xuyên cả ra hông, lưng, có khi buồn nôn và nôn. Đau âm ỉ,
gặp ở những trường hợp sỏi vừa và thậm chí lớn, nhưng nằm ở vị trí bể thận. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái bút, đái rắc, đái mũ, khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi. Sốt, người bị bệnh sốt cao, rắc run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, đái bút, đái rắc là dấu hiệu của viêm thận, bể thận cấp. Các dấu hiệu tắc nghẽn đường niệu, đái tắc từng lúc hoặc hoàn toàn. Bài thuốc trị sỏi thận từ lá mùi tàu. Mùi tàu có tác dụng trị sỏi thận rất tốt. Trong đông y, mùi tàu hay còn gọi là ngò gai, có vị đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kiện tỳ, kích thích tiêu hóa, khử mùi hôi hiệu quả. Đặc biệt, dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận, có thể loại bỏ được sỏi ra ngoài cơ thể rất hiệu quả, mà có thể không cần phẫu thuật, được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Theo Lương y Trọng Đức, Học viện Y Dược Cổ truyền, thì bài thuốc từ mùi tàu này có thể đào thải sỏi thận ra ngoài qua đường tiểu sau 7 đến 9 ngày sử dụng liên tiếp. Nguyên liệu: lá mùi tàu 1 nắm, nước 3 bát, nồi sắt. Cách làm: lá mùi tàu đem hơi lửa cho héo, bỏ lá mùi tàu vào ấm áp, đổ 3 bát nước, sắp khi nào còn 1 bát thì ngắt bếp. Cách dùng: chia bát nước thành 3 phần, uống làm 3 lần trong ngày, uống trước bữa ăn là tốt nhất. Chú ý, dùng bài thuốc này liên tục, đối với nam thì uống 7 ngày, đối với nữ uống 9 ngày. Sau thời gian uống lá mùi tàu, sỏi to sẽ được đào thải ra ngoài thông qua việc đi tiểu, còn sỏi nhỏ thì sẽ tự tiêu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ba cách thổi bay cao răng mảng bám cứng đầu với lọ oxy da chưa đến 5.000 đồng. Cần gì đi nha sĩ, chạy ngay ra hiệu thuốc mua lọ oxy da về làm như thế này để đánh bay mảng bám ố vàng nhé. Oxy da hay dung dịch oxy da có tác dụng để sát khuẩn vết thương như làm sạch vết thương, vết loét. Rửa miệng trong điều trị viêm miệng cấp và xúc miệng khử mùi, làm sạch ống chân răng. Và thêm một công dụng nữa của oxy da không phải ai cũng biết, đó là diệt sạch ố vàng, làm răng sáng bóng. Cách 1. Làm trắng răng bằng oxy da và baking soda. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một lọ oxy da có nồng độ thấp, một thìa baking soda. Cách làm: cho oxy da và baking soda vào một cái bát nhỏ, rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng: bàn chải làm ướt bằng nước thường, rồi nhúng vào hỗn hợp và chải răng như bình thường. Bạn đánh răng với hỗn hợp chừng 2 phút thì xúc miệng thật sạch bằng nước, rồi đánh lại bằng kem đánh răng như bình thường. Cuối cùng, bạn xúc miệng thật sạch với nước. Áp dụng công thức này 2 lần mỗi tuần. Sau 1 tuần, bạn sẽ thấy cao răng, mảng bám, ố vàng rụng sạch, răng trắng bóng cùng hơi thở thơm mát. Cách 2. Ngâm bàn chải đánh răng trong oxy da. Cách này cực kỳ đơn giản mà hiệu quả cũng không kém gì cách trên đâu nhé. Bạn đổ oxy da ra một cái chén, rồi ngâm bàn chải đánh răng trong đó chừng 1 phút, rồi chải nhẹ lên khắp bề mặt răng. Khi đó oxy da sẽ giúp bạn làm mờ các vết ố vàng, vùng răng xỉn màu trở nên sáng hơn. Áp dụng cách này 2 lần trên tuần để tránh bào mòn răng, bạn sẽ thấy răng sáng bóng, hơi thở thơm mát. Cách 3. Xúc miệng với oxy da. Để thực hiện cách này, bạn chỉ cần lấy dung dịch oxy da xúc miệng trong vòng 2 đến 3 phút, sau đó xúc miệng lại với nước sạch hoặc bằng nước muối sinh lý. Áp dụng cách này 2 lần trên tuần nhé.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm khi ăn chuối sai cách mà chẳng ai có thể ngờ. Đừng hồ đồ để mắc phải 3 sai lầm khi các bạn ăn chuối để biến loại quả này trở thành thuốc độc. Có đến 90% các gia đình hiện nay đều mắc phải. Các bạn cần phải biết, đừng để phạm sai lầm cơ bản rước họ vào thang nhé. Sai lầm khi ăn chuối 90% người mắc phải. Chuối là loại hoa quả rất phổ biến, nó thường có trong mỗi gia đình vì chuối rất giàu dinh dưỡng và cũng khá rẻ tiền. Thế nhưng, các bạn cần phải tránh mắc phải những sai lầm dưới đây. 90% người ăn chuối đang mắc phải, còn bạn thì sao? Cùng tìm hiểu xem đó là sai lầm gì. Bạn có đang làm đúng không để còn khắc phục nhé. Sai lầm khi ăn chuối, ăn quá nhiều trong ngày. Chuối là loại quả chứa một hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin rất dồi dào, phong phú. Nó có thể làm cho da dẻ mềm mại, làm cho mắt sáng và tinh lực tràn đầy, giúp kéo dài tuổi thọ và cũng có tác dụng phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu như các bạn ăn chuối quá nhiều trong ngày, lượng vitamin B6 từ chuối kết hợp với các thực phẩm khác, có thể nó sẽ được nạp vào cơ thể quá tải. Điều này xảy ra tình trạng quá liều, có thể tổn hại đến sức khỏe. Nếu các bạn ăn chuối nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn có thể đối mặt với các triệu chứng của tăng trong máu. Theo đó, các bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu như nạp quá nhiều chuối vào cơ thể, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn các vitamin và khoáng chất có trong cơ thể. Thậm chí, nếu như các bạn ăn nhiều chuối chỉ trong thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với các triệu chứng của tăng kali máu, sẽ làm cơ suy yếu, làm nhịp tim trở nên bất thường hay thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bị tê liệt tạm thời. Sai lầm khi ăn chuối, ai cũng ăn được chuối. Thực tế, không phải ai cũng có thể ăn loại quả này mà sẽ có rất nhiều người cần phải hạn chế việc ăn chuối. Cụ thể, với những người nào có tiền sử về đau dạ dày thì rất cần hạn chế ăn chuối tiêu. Và cũng tuyệt đối không ăn chuối khi đang bụng đói, vì khi đó ăn chuối vào bạn sẽ có cảm giác sẽ còn cao hoặc là đau bụng. Những người đang bị táo bón, tiêu chảy thì cũng hạn chế ăn. Bởi với nhiều người cho rằng ăn nhiều chuối vào có thể sẽ giúp nhuận tràng, từ đó thông tiện, nên có một số người khi bị táo bón, họ thường xuyên ăn chuối. Nhưng bạn có biết, chuối không những không giải quyết được cho bạn chứng táo bón, mà ngược lại, nó sẽ còn khiến cho tình trạng táo bón của bạn nặng hơn. Người bị bệnh thận, bị đau đầu, tiểu đường hay tim mạch cũng là những đối tượng cần hạn chế ăn chuối để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Tương tự thì người đang bị tiêu chảy không nên ăn chuối chín bởi vì lượng xơ mềm. Chất oligosaccharide có thể nó giúp nhuận tràng, chất này nó sẽ làm cho bệnh tiêu chảy của bạn nặng hơn. Sai lầm khi ăn chuối, ăn lúc nào cũng được. Thực tế, khi ăn chuối vào cơ thể thì chuối sẽ phát huy được tốt nhất những tác dụng của nó, như thúc đẩy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn khi bạn ăn chuối sau bữa cơm, sau khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, còn nếu như các bạn dùng chuối để làm thức ăn khi đói, thì đó không phải là cách hay, nó thật nguy hiểm. Bởi thế, các bạn tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói. Vì trong chuối có chứa nhiều magie, ăn chuối lúc dạ dày của bạn đang trống rỗng, nó sẽ làm lượng magie bị tăng đột ngột trong máu, có thể gây mất cân bằng tim mạch, và nó làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Lượng vitamin C rất dồi dào trong chuối, nếu như đưa vào cơ thể khi đang bị đói, cũng sẽ khiến bạn bị đau dạ dày lập tức. Bạn chỉ nên ăn chuối khi đã ăn cơm no, để chuối không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhận tác dụng bảo vệ dạ dày và trung hòa axit dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm gây hại nghiêm trọng khi ăn mồng tơi theo cách này, cần bỏ ngay kẻo hối không kịp.
Mồng tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể. Cho nên, ở những đối tượng hay bị khô nóng trong người, tiểu gắt, phần khô cứng khi sử dụng cũng mang lại hiệu quả tốt. Có thể nói, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mồng tơi còn là loại rau tốt cho sức khỏe mà nhiều người thường ăn, đặc biệt vào mùa hè, rau mồng tơi mát thanh nhiệt nên là món rau nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn rau mồng tơi. Theo các bác sĩ đông y, những người bị sỏi thận, tiêu chảy nên tránh ăn rau này. Rau mồng tơi chứa nhiều purin, một hợp chất hữu cơ, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric. Hàm lượng axit uric trong cơ thể cao sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng to và trầm trọng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tăng dịch khỏi khô háo và chống táo bón do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính từ đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng, gây khó chịu trong dạ dày. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6 gram chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu, tiêu chảy. Mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, điều trị táo bón. Tuy nhiên, ăn nhiều rau mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Người có thân nhiệt thấp, đang tiểu lỏng, tiểu chảy, không nên ăn nhiều mồng tơi. Bên cạnh đó, người mắc các bệnh viêm lát dạ dày, tá tràng cũng không nên lạm dụng món ăn này. Lưu ý, chú ý dấu hiệu nhận biết rau mồng tơi ngâm thuốc kích phọt gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Rau mồng tơi, lá ống, mướp là mang màu xanh thiếu ánh sáng. Ngọn vương dài là rau đã được tắm thuốc kích phọt, nên ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C. Rau mồng tơi chứa hàm lượng cao axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng trên. Để khắc phục vấn đề này, có thể ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C bằng cách kết hợp uống một ly nước cam hoặc cà chua. Vitamin C sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm chết người khi ăn trứng vịt lộn, nhưng nhiều người mắc cần bỏ gấp kẻo hối không kịp. Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm bổ dưỡng càng ăn sẽ càng có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, thực sự thì bất cứ cái gì cũng vậy, nếu lạm dụng nó sẽ gây tác dụng ngược. Với trứng vịt lộn, nó không chỉ là hàm lượng cholesterol cao hay đầy bụng, khó tiêu, mà còn là chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng. Do đó, đừng để ngon miệng mà hại thân nhé. Dinh dưỡng từ trứng vịt lộn. Bên cạnh các dưỡng chất như 13,6 gram protein, 12,4 gram lipid, 82 mg canxi, 212 gram phospho, một quả trứng vịt lộn còn chứa tới 600 mg cholesterol, cao gần gấp 3 lần một quả trứng gà. Điều đó có nghĩa là nếu ăn hàng ngày, nó sẽ dễ gây ra các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ do dư thừa lượng cholesterol. Đặc biệt, người đang mắc các bệnh này dễ bị nặng hơn, tăng nguy cơ bị đột quỵ. Riêng với trẻ em, hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong trứng dễ dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu. Trẻ dưới 5 tuổi càng khó tiêu hơn nữa. Việc này dẫn đến trẻ biếng ăn, do lúc nào bụng cũng ở trong trạng thái lưng lưỡng. Cũng vì những lý do trên, tiến sĩ Mai khuyên rằng với người trưởng thành, một tuần cũng chỉ nên ăn 2 quả, còn với trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng chỉ nên ăn 1/2 quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1 đến 2 lần là đủ. Dễ thừa vitamin A. Việc hạn chế ăn trứng vịt lộn không chỉ bởi nó có hàm lượng cholesterol cao, mà còn vì chế độ dinh dưỡng của chúng ta cần phải phong phú với các loại thực phẩm.
nếu không dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, tiến sĩ Mai cũng cho rằng trong trứng vịt lộn có khá nhiều vitamin A, nên nếu ăn thường xuyên dễ dẫn đến thừa loại vitamin này với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, khô da. Bên cạnh lưu ý trên, theo tiến sĩ Mai, chúng ta cũng không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối vì nó dễ gây cảm giác ấm ếch, khó ngủ. Do đó, loại trứng này chỉ thích hợp ăn vào buổi sáng. Khi ăn, bạn nhớ ăn kèm thêm rau răm với gừng. Gừng sẽ giúp kích thích tiêu hóa, còn rau răm thì làm ấm bụng. Tuy nhiên, nếu đang mang thai ở 3 tháng đầu thì bạn nên hạn chế ăn rau răm vì nó có thể gây ra hiện tượng bong, sảy thai. Ăn như thế nào để có lợi cho sức khỏe? Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, tránh ăn vào buổi tối vì hàm lượng dinh dưỡng trong đó cao, do vậy là món ăn khó tiêu. Nếu bạn ăn trứng vào buổi tối, khi đi ngủ sẽ bị khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, không tiêu hóa được. Vì là món ăn rất bổ, giàu dinh dưỡng, nên việc ăn trứng vịt lộn mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Mỗi người lớn khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn 2 trứng vịt lộn mỗi tuần. Những người bị tăng huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút, nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn, tránh tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Phụ nữ có thai, ăn trứng vịt lộn không nên dùng với rau răm vì dễ gây chảy máu, sảy thai. Khi ăn trứng vịt lộn thường kèm với rau răm và gừng, bởi theo đông y, rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn. Rau răm còn có tác dụng làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân cốt, tránh lạnh bụng, say nắng. Do vậy, điều mà ai cũng thấy đó chính là rau răm sẽ giúp cho người ăn trứng vịt lộn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn có khả năng giảm bớt ham muốn tình dục, đem tới sự cân bằng âm dương cho cơ thể. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, mạch tim, giải độc thức ăn, chống suy giảm tình dục. Dùng ăn để kích thích tiêu hóa, chữa dạ dày lành, đầy hơi đau bụng, kém ăn, co gân, chuột rút tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai mắc chứng tóc bạc sớm thì đọc ngay bài viết này, bạn sẽ mừng rơi nước mắt vì tóc đen và xương mượt trở lại đấy. Những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng biến thành đen nhánh sau khi bạn đọc xong bài viết này nhé. Vì nhiều lý do khác nhau mà có người tóc bạc xuất hiện sớm hoặc quá nhanh so với tuổi thực của mình, khiến họ không khỏi buồn phiền và lo lắng. Dù họ đã sử dụng nhiều cách như uống thuốc, ăn uống để cải thiện tình trạng này, nhưng bạn không đạt được kết quả như ý. Nhưng bạn đừng quá lo, bạn chỉ cần chạy ngay ra chợ, mua khế chua rồi về làm theo cách dưới đây thì các sợi tóc bạc sẽ sớm đen nhánh trở lại. Bởi trong khế chua có rất nhiều vitamin C kích thích tóc mọc nhanh. Không những vậy, còn biến các sợi tóc bạc đen trở lại. Chính vì thế, đây là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những người muốn trị tóc bạc sớm đó. Nguyên liệu cần có 3-5 quả khế chua. Lượng khế này phù hợp với độ dày và dày của mái tóc bạn. 150ml nước dừa tươi, tương đương bằng một cốc nước lọc bình thường. 1 thìa canh mật ong. Máy xay sinh tố, rây lọc, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu. Khế mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì tắt máy. Lấy rây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép khế nguyên chất vào bát. Cách làm: cho hàm lượng nước dừa tươi cùng mật ong đã được chuẩn bị vào bát, chứa nước ép khế rồi dùng thìa khuấy đều. Để các loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp nước đồng nhất là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng: Bước 1.
làm ướt tóc và da đầu trong vòng 1 phút bằng nước ấm. Bạn nên dùng tay vò qua tóc để làm sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn trên các sợi tóc. Đồng thời để các nang tóc giãn nở, hỗ trợ các dưỡng chất phát huy tác dụng một cách hiệu quả hơn. Bước 2. Sau đó, thoa đều hỗn hợp nước ép khế, nước dừa, mật ong lên toàn bộ mái tóc, sao cho tóc và da đầu được làm ướt hoàn toàn trong hỗn hợp này. Bước 3. Rồi bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Đến khi thấy phần bột trắng nổi lên thì dừng lại và lấy một chiếc khăn quấn gọn tóc lại ủ trong vòng 15 phút. Bước 4. Sau khoảng thời gian đó, mái tóc sẽ khô đi một phần nào đó. Bạn hãy bỏ khăn ra rồi gội sạch tóc và da đầu bằng dầu gội, dầu xả. Bước 5. Cuối cùng, lau tóc bằng khăn và để khô tự nhiên là xong. Để đạt hiệu quả trị tóc bạc một cách tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháp này 2-3 lần trên một tuần. Sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ chẳng bao giờ còn lo tóc rụng hay những sợi tóc bạc sớm sẽ nhanh đen nhánh trở lại. Hơn nữa, hỗn hợp này còn giúp tóc bạn trở nên bóng khỏe, ngăn chặn tình trạng sơ rối hay chẻ ngọn nữa đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn. Còn với trẻ em, ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.